20 tháng 11 là một ngày đặc biệt, ngày mà toàn xã hội dành những tình cảm tốt đẹp nhất để tri ân các thầy, cô giáo, những người đang ngày đêm miệt mài trong công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước. Và tại Success Business School cũng có một người thầy vô cùng đặc biệt, không chỉ là một nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp, ông còn là người dẫn dắt, đào tạo và là người thầy trong công việc cũng như trong cuộc sống. Là một người thầy luôn luôn thẳng thắn, quyết đoán và nỗ lực. Đó là một người thầy rất là nhiệt huyết, chăm chỉ và là người truyền cảm hứng. Là một người kiên định, kỷ luật, đam mê và là một người truyền cảm hứng. Thầy là một người đam mê, nhiệt huyết và đặc biệt là không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn nào. Với mình, thầy là một người kỷ luật, chính trực và luôn tích cực. Kỷ luật tận tâm và rất là nhiều năng lượng. Thầy luôn luôn là một người rất là giàu năng lượng và có truyền cảm hứng rất là nhiệt huyết cho tất cả các toàn thể cán bộ công nhân viên. Đối với tôi thì thầy là một người kỷ luật, yêu thương và giàu năng lượng. Và người thầy đó chính là doanh nhân tiến sĩ Tô Nhật, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amacao, Chủ tịch SBK Holding, đồng thời là tác giả của 3 cuốn sách rất thực tế và thực dụng dành cho các CEO và chủ doanh nghiệp như 100 chìa khóa vàng dành cho CEO và chủ doanh nghiệp, Bậc thầy bán hàng đột phá và thói quen của nhà lãnh đạo. Ông là nhà huấn luyện cho hàng nghìn các doanh nhân, chủ doanh nghiệp về lãnh đạo, bán hàng, xây dựng đội nhóm và quản trị doanh nghiệp bài bản. Ngoài công tác giảng dạy, đào tạo, ông vẫn dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để dẫn dắt doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên để tập thể trở nên vững mạnh hơn. Khi làm việc được với thầy thì tôi cảm thấy là mình được học hỏi rất là nhiều từ thầy. Đó là thói quen, luyện tập thói quen hàng ngày. Đó là gì? Đó là sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn và làm việc có một mục đích hơn. Thầy đã truyền cảm hứng cho tôi một số bài học như bài học bánh xe cuộc đời và 7 bước săn mồi của sư tử. Khi mà tôi học xong cái này thì tôi áp dụng vào trong thực tế được rất nhiều việc, cũng như là truyền cảm hứng lại cho nhân viên. Thầy là một người là luôn luôn tạo cảm hứng cho toàn thể nhân viên FBK. Trong FBK nói chung cũng như là những cái lớp học của doanh nhân mà thầy đang truyền đạt cho cả nước cũng như là vươn tầm thế giới. Sau một thời gian thì tôi đi cùng thầy đã cũng 7 năm rồi thì tôi học hỏi được ở thầy rất nhiều điều. Đấy là thứ nhất thì tôi biết cách sắp xếp thời gian và cũng như là công việc, và biết cách mà làm việc nó linh hoạt hơn, biết cách tự chủ về tài chính. Mình đã học được rất nhiều các bài học kể cả trong công việc cũng như cuộc sống sau một thời gian được làm việc với thầy. Bài học về việc lên kế hoạch mục tiêu. 6 năm làm việc với thầy thì mình có học được rất nhiều bài học, trong đấy có bài học về bánh xe cuộc đời. Và trong đấy thì bởi vì trong đấy mình biết được là mục tiêu của mình là gì và con người muốn trở thành là như nào. Trong suốt quãng thời gian 5 năm được làm việc cùng với thầy thì có rất nhiều bài học mà tôi được học từ thầy. Những bài học mang tính chuyên môn về việc lãnh đạo, quản trị, xây dựng và phát triển đội nhóm, về bán hàng. Bên cạnh đó thì tôi còn được học từ thầy những bài học về phát triển bản thân, những bài học về nhân cách sống. Ví dụ như về việc không bao giờ bỏ cuộc, về tinh thần chịu trách nhiệm và luôn luôn cố gắng để nỗ lực hết mình. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 để gửi lời biết ơn đến thầy. Tôi có gửi lời chúc tới thầy là chúc thầy luôn có một cái sức khỏe tốt, hạnh phúc viên mãn và truyền cảm hứng được cho nhiều các bạn trên trong đất nước và toàn thế giới. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi luôn chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và là hạt nhân vững chắc để chèo lái con thuyền FBK đến bến bờ thịnh vượng. Em xin chúc thầy là một ngày 20 tháng 11 vui vẻ và hạnh phúc, là một người thầy luôn luôn đủ tâm trí lực và sẽ mãi mãi là một người thầy vĩ đại để dẫn dắt con thuyền SBK và cũng như là toàn bộ những doanh nhân trên toàn Việt Nam cũng như toàn thế giới này để đi được đến những cái bến bờ đại dương to và đẹp hơn nữa. Nhân dịp 20 tháng 11 thì chúc thầy luôn có sức khỏe tốt để trao nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và chúc cho sự nghiệp đào tạo của thầy thành công hơn nữa. Và ngày 20 tháng 11 sắp đến, mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy, chúc thầy luôn sức khỏe và sẽ thực hiện được các sứ mệnh của mình. Mình gửi lời chúc đến thầy là chúc thầy luôn mạnh khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Chúc tới thầy luôn luôn sức khỏe và là vô cùng biết ơn người thầy đã truyền những cảm hứng năng lượng tích cực cho chính bản thân mình trong thời gian làm việc tại công ty và sau này để có một cơ hội sẽ trưởng thành hơn và được đóng góp nhiều thời gian nữa tại doanh nghiệp của FPK do tiến sĩ Tô Nhật đứng ra làm chủ tịch. Nhân dịp 20 tháng 11 thì em xin kính chúc thầy luôn luôn
nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng và hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bởi vì những công việc mà thầy đang làm hiện nay là một công việc vô cùng linh thiêng và ý nghĩa. Em quan niệm rằng tất cả những thứ ở trên cuộc sống này mà mua được bằng tiền thì đều không phải là vô giá. Và những cái kiến thức mà thầy trao đi cho mọi người mới là những thứ để tạo nên được sự bền vững, không chỉ ở trong công ty mà ở bên ngoài công ty. Nhân kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo, Success Business School xin trân trọng gửi tới doanh nhân tiến sĩ Tô Nhật nói riêng và những cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục nói chung lời tri ân sâu sắc nhất và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc thầy Tô Nhật luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng và luôn vững tay chèo lái con thuyền Success Business School thành công và thành công hơn nữa. Chọn con tim giúp hàng triệu doanh nhân sống happy business là nơi bao chuyên gia vẫn ngày ngày miệt mài chỉ mong sao tương lai mang đến kiến thức cho đời để rồi biết bao người được hạnh phúc phát triển bản thân.